Nguyệt ơi, có nhà không em? Dạ chào thầy, mời thầy ngồi. Cảm ơn em. Mời thầy dùng nước. Đã từ lâu rồi tôi gian em, đừng có gọi tôi bằng cái tiếng thầy, nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì thì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng lời lẽ nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ của thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Đầu chờ ân huệ em, rộng lòng tha thứ cho anh, kẻ gây cho em khổ đau lần đần, suốt cuộc đời duyên nợ dở dàng. Lương tâm thầy cắn rứt chắc, tôi mong chuộc lại lỗi lầm. Được rồi, để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy bằng mình hoặc ba của thằng Tâm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình, ba, thằng Tâm. Nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha. Nguyệt ơi, kể từ đây chúng ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng, tuy không đường hoàng gia thuốc nhưng cũng là chồng sao chứ có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng họ đâu hiểu được anh chị em đã vượt ra khuôn khổ của gia đình. Nguyệt ơi, là chúng ta nối lại mối tình xưa đã dãn. Bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ mỗi một mình tôi đau khổ, còn cho vừa ý anh thì sẽ có thêm một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì làm gì
tất cả niềm ai ân trọn vẹn. Thằng Tâm sẽ tốt nghiệp xa trường, sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan hệ nâng ly chúc mừng con trong cái buổi lễ thành hôn. Tâm ơi, thương con, mẹ chỉ tính gửi quà cho con trong ngày hôn lễ, chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ đến chuyện nâng ly. Em định gửi quà gì cho con? Đây, cặp gối theo còn dáng dở chim phiên ương. Phải, trong ánh chớp nền trời đầy đó quyên ương và cuộc sống tuyệt vời. Chim phiên ương. Dịu dàng từng đường kim môi chỉ có trái tim sắc xuống chờ mong. Nhịp nhàng phương trời xa thẳm duyên lứa đôi sắc xuống tình chung. Vậy mà bao nhiêu năm trời em thản nhiên như người qua đường xa lạ. Trong lúc ngày đêm anh ấp ủ anh nâng niu một tổ quyên ương êm đềm hạnh phúc. Còn tốt hơn hết, kể từ hôm nay anh đừng đến đây nữa. Biết. Quyên ương có bạn có đôi, chậm bóng vui tươi khúc nhà tình muôn thuở. Quyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung ngàn năm gắn bó. Quyên ương đẹp mãi trong lòng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn của vở Tô Ánh Nguyệt với cái phần trợ diễn tuyệt vời của nghệ sĩ Cao Thúy Vi. Phải nói là chỉ một trích đoạn ngắn thôi, nhưng mà hai bạn đã mang đến cho người xem rất là nhiều những cảm xúc. Khi Vi em diễn cùng với anh Bình Trọng thì cái cảm nhận của mình như thế nào? Dạ, cảm nhận của em về anh Bình Trọng thì anh quá giống chú Hai Minh Dương. Và anh cũng chịu khó nghiên cứu và làm sao cho giống hơn nữa. Và chịu khó diễn, chịu khó học hỏi lắm. Cảm ơn hai bạn và đặc biệt một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Cao Thúy Vi với phần trợ diễn tuyệt vời vừa rồi. Cảm ơn em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Đáng lẽ là phải để cho anh Long nói trước á, Đại Nghĩa biết sao không? Dạ sao ạ? Anh Long đã từng hát cái vai này của chú Hai rất là nhiều rồi. Và cũng là một người thần tượng chú Hai. Nhưng mà bây giờ Đại Nghĩa mời Thoại Mỹ thì Thoại Mỹ xin nói trước. Quá tuyệt vời luôn á Quỳnh Trọng ơi, quá hay luôn á. Từ cái câu nói Nguyệt ơi có em ở nhà không, là ở đây ban giám khảo ngỡ ngàng luôn, chị nổi da gà luôn á. Giống gì mà giống dữ vậy. Chị cũng đã từng có một thời gian dài diễn suốt cái vở này với lại chú Hai Minh Dương. Khi mà đi lưu diễn ở đoàn Trần Hữu Trang á, hàng đêm nghe chú Hai Minh Dương hát cái vai này, chị coi như là thuộc từng chữ của chú Hai luôn. Và cái câu nào, cái chữ nào mà chú nứt chữ, bể chữ á, là đêm nào nó rập khuôn đêm đó. Yeah. Hay vậy đó, là xử lý như vậy luôn đó. Nhất là em rộng lòng tha thứ cho anh đó. Cái chữ thứ của chú Hai không có lên thẳng,
mà chú bể ngay cái chữ thứ, nó lưng lửng, mà cái chữ đó rất là khó bắt chước lắm nha. Mà mình Trọng đã bắt chước được, và trong mấy câu giọng cổ của Trọng nó phải nói là tuyệt đối giống chú Hai luôn. Dạ. Và chị Mỹ xin lỗi chị, em muốn hỏi thêm, như chị nói là cái chữ thứ á, là chú Hai Minh Vương là không có lên thẳng mà làm cho nó bể cái chữ đó, là do xử lý, do cố tình hay sao ạ? Chị nghĩ là cố tình, tại vì đêm nào chú cũng ca y như vậy, chứ không phải là bữa nay chú ca vậy rồi ngày mai chú ca tròn, không phải. Lúc nào chú cũng bể cái chữ đó, mà bữa nay á là Bình Trọng cũng bể cái chữ đó. Chị Mỹ ghi chú ngay đây cái chữ tha thứ, và còn nhiều chữ giống hơn nữa, cũng giống hệt chú là chú Hai luôn. Phải nói là em bắt chước từ cái mà em xoay qua rồi em nhìn cô Nguyệt cũng giống chú Hai luôn. Chị Mỹ thán phục cái sự mà bắt chước của em luôn đó. Đúng là yêu thương một thần tượng của mình, quả là không uổng công ha. Chị Mỹ chúc mừng em đã đem lại một tiết mục quá đặc sắc. Dạ, cảm ơn dạ. Chị Mỹ. Như chị Mỹ nói thì anh Kim Tuyết Long là người đã từng thủ diễn cái vai này, là phải mời anh Long trước, nhưng không. Em nghĩ rằng bởi vì anh là người thủ diễn cái vai này, anh có thể biết rõ những cái tâm tư tình cảm nó tinh tế nhất trong cái nhân vật Minh, cho nên anh sẽ phải là cái người nhận xét cuối cùng. Còn em muốn một cái góc nhìn nó khách quan hơn thì xin mời chị Thanh Hằng ạ. Với chị thì chị cảm động, chị xúc động, chị không cầm được nước mắt. Và nhìn hình ảnh của Cao Thúy Vi và Bình Trọng, chị tưởng tượng thập niên 90 chín mấy, kịch bản này hai người nghệ sĩ, đó là nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Lệ Thủy. Và hình ảnh hiện tại bây giờ các bạn đang đứng trên đó nhìn hai cái gương mặt này, hai hình dáng này và cái chất giọng của Bình Trọng, phải nói là nhớ đến những hình ảnh của hai cô chú. Và tuy rằng là Cao Thúy Vi không ca cái giống do cô Lệ Thủy nhiều, nhưng mà cái hình ảnh của một cô Nguyệt giống lắm. Những cái trẻ nhịp của em đó, nó cũng rất là chính xác luôn đó. Giống như cái hò đầu, một cái câu giọng cổ em xuống cái hò đầu em ca. Nửa đời còn lại anh với em, cái chữ em nhân gắn bó mặn nồng, nó không khác chút xíu nào của anh Hai Minh Vương hết. Thầy nói chị rất là trân trọng, cảm ơn các em rất là nhiều. Dạ, cảm ơn những ý kiến, những chia sẻ của nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ thì xin mời giám khảo Kim Tử Long. Khi em nhả chữ ra là đã giống chú Hai Minh Vương rồi. Không cần phải bắt chước. Còn cái mà em hôm nay em thể hiện bắt chước trong cái vai Minh á, em đã cố gắng để làm sao tạo giống như chị Mỹ và chị Thanh Hằng nói, là những cái ngưng của chú Hai Minh Vương, nó cái giọng chú Hai Minh Vương nó đã như vậy chứ không phải là cố tình xét. Mà cái giọng xét của chú Hai Minh Vương nó là một cái đặc thù của chú rồi. Nhưng đến ngày hôm nay thì anh phải nói em là người đầu tiên mà anh nói rằng em giống chú Hai Minh Vương tuyệt đối về giọng ca. Đó là em đã thành công trong chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Còn một điều anh muốn góp ý với em, đã giống thì phải giống hoàn toàn. Về ca là em đã giống rồi, nhưng về diễn thì anh vẫn chưa thấy hình ảnh của chú Hai Minh Vương trong đây. Vì sao? Vì em muốn giống là mái tóc em phải để giống chú Hai Minh Vương, phải có cái hóa trang đã nữa. Với cái thứ hai là phải em chú ý một cái điều nữa, là chú Hai Minh Vương á diễn vai bi, nhưng chú Hai Minh Vương thường có pha những cái rất là duyên trong nhân vật đó. Dạ, cảm ơn ban giám khảo. Là bởi vì như ban đầu chúng ta đã nói với nhau, vòng thi này không phải chỉ chấm về giọng ca không thôi, mà còn chấm về nhân dáng, hóa trang, về diễn xuất. Cho nên là các bạn thí sinh cũng cần phải chú ý những cái điều mà giám khảo vừa nhắc nhở chúng ta nha. Dạ rồi, cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Bình Trọng đã hoàn thành thật tốt cái phần thi vừa rồi. Xin mời. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên xoay đá. Tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Lúc nguy biến tình siết chặt tình, đêm tối chung chân thành đôi tri kỷ. Vì nước ruộng nương anh bó bàn thân cài, gian nhà không
mặc kệ gió lung lay. Mặc gió lung lay nhà tôi xưa nay vẫn vậy, đứng ở ven sông nghiêng nhìn dòng nước chảy, rừng cẩm sau lưng trà mọc tới chân trời. Tháng ba khói mù lửa ngoài đồng chấp lâu đời, sông mặn mặn từ mùa khô, sông chua chua từ mưa xuống, đất đó phèn từ thời lập địa khai thiên. Xa cách phương trời tôi vẫn nhớ, nhớ ánh đèn sông, nhớ giữa thu linh lang nước tràn đồng, quằn quại sông vui chồn như hình lớn cơn bão. Dõi mắt nhìn dời dời thăm thầm trong kia, mặt nước nối về rừng tĩnh mịch quang du trời đến cho ta mùi ngọ của bông chàm, phát hiện ra những chiếc xuồng độc mộc từ rừng sâu ra nước dậy sông, kéo theo hàng chục bó vàng như một bầy trâu nước. Đó là công trình của bao ngày khó nhọc, hỡi người bản miền Trung ơi, nơi dãy Trường Sơn ngăn đường biển cả, bạn có lần nào thấy cái bao vàng đừng lúa ở miền Tây? Gốc đa nhớ chàng trai làng yêu mến, tôi với anh đã từng quen ấm lạnh, rèn dùng người dần cả bước mồ.
cần suốt thu đông. Cuộc đời đấy bọn ta cùng sẽ chia ấm lạnh. Quần tôi vừa đã sống hai manh thì áo anh đã soạt dài rồi. Hay quá. Anh hãy nhìn kia dần trắng hăm mốt vừa lên đến đỉnh đồi dầm sương con về gai tiên cho tu dài lành đéo ánh sao bằng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của hai thí sinh Bình Trọng và chú Văn Bến với bài Tình Nước. Dạ, giờ còn rung không? Dạ còn rung. Vẫn còn rung. Mình xong phần thi rồi ha. Bây giờ mình nghe coi giám khảo nhận xét góp ý cho mình như thế nào nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì xin chào anh Bến ha, Bến trước đi. Phải nói là cảm ơn anh đã có một cái tinh thần gọi là đến đi, nghệ sĩ thần tượng. Và anh đã đem đến một cái niềm đam mê của anh là anh rất là thần tượng một người nghệ sĩ đàn anh trong cái bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Đó là anh Hai Minh Cảnh. Anh Bến có chất giọng giọng riêng của anh nhưng mà anh có những cái luyến lái. Nhất là cái câu vô giọng cổ của anh rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một cái tinh thần khán giả để xem và nhớ đến cái một người nghệ sĩ mà coi như là suốt bao nhiêu chục năm trời đã cống hiến cùng với lại ngành sân khấu cải lương này. Tuy rằng là hơi nhút nhát, sợ sệt nhưng mà em tin rằng là anh nên cố gắng hãy bình tĩnh nhiều hơn nữa để mình vào trong mình sẽ có những cái mà coi như là những cái tốt của mình để mình đem ra mình thể hiện và phải khá hơn nhiều nữa nha. Các bạn. Dạ. Bình Trọng, phải nói rằng là chị Thanh Hằng rất là ngưỡng mộ em. Xuất sắc lắm Trọng ơi. Cảm ơn chị. Một thế hệ trẻ, một nghệ sĩ trẻ thần tượng một người coi như là một nam danh ca, một nghệ sĩ nhân dân Minh Dương mà em ca chị nói là ngồi ở dưới này ba vị giám khảo và tất cả khán giả đều lắng tai nghe. Cái sắp nhịp của em hòa quyện và lại dàn nhạc, phải nói rằng là nó, chị nói thật sự rằng là chị rất là ngưỡng mộ em, rất là cảm ơn em rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một tài năng rất là tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, đó là những lời nhận xét, những lời khen tặng từ phía giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Phải nói là ngồi tại chỗ này cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là một lần nữa Mỹ xin cảm ơn đã tạo ra một cái chương trình nghệ sĩ thần tượng để cho chúng ta có được những người đam mê và yêu thương nghệ sĩ cải lương đến mức độ nào. Thì qua cái bài hát của Trọng và của anh Bến thì cho thấy được mọi người quá ư là giống anh Minh Dương và anh Hai Minh Cảnh. Quá giống cái sự yêu mến đó và mình nghe nhiều lắm cho nên mới nhiễm đến mức độ đó. Anh và Trọng ca không phải là ca bình thường, ca ở đó Mỹ cảm giác là nó có cái hồn ở trong đó. Đặt để mình vào trong cái bài hát đó, ca bằng cái cảm xúc của mình, nghe nó rất là dễ thương, nó ngọt ngào. Bên cạnh đó nó có những cái lỗi nhỏ của anh Bến nhưng mà cái đó không sao hết, mình chỉnh được. Còn riêng Trọng thì phải nói là vừa ca giống anh Minh Dương và em cũng có cái riêng của em. Em sắp nhịp, em sắp chữ rất là đẹp. Người ta nghe, người ta cứ cuốn theo em. Cái đó không phải là dễ. Phải nói là bữa nay là Trọng xuất sắc với một tiết mục này đã được nghệ sĩ Hữu Quốc dàn dựng kết nối yêu thương lại với nhau cho tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả có một tiết mục dễ thương. Cảm ơn chị Thu Mỹ. Thì không biết rằng là Trọng trước giờ mình đã đi học ca ở đâu chưa? Dạ có học ca ở... với mấy chú tiền bối đặng ca tài tử ở miền quê của Bình Trọng chứ cũng được không có được học ở trường sân khấu chuyên nghiệp. Và mình có đi diễn nhiều chưa Trọng ha? Bình Trọng diễn cho đoàn nhân dân Kiên Giang được cũng 10 năm rồi. Cũng 10 năm cũng có thể xem như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi. Cho nên là cái cách của bạn hát, cái nhịp nhàng nó rất là vững và nó lôi cuốn người nghe. Chúc mừng Trọng nha. Nhưng mà Trọng cho chị hỏi chút xíu nha, nếu như không phải là bài của anh Hai Minh Dương hát á thì em hát có giống không? Dạ cũng giống. Cũng giống luôn hả? Có nghĩa là em nhiễm được cái cách ca của em đi theo luôn vậy đó hả? Chúc mừng em. Em hãy nói chị Mỹ là chị hãy đợi đấy. Chị hãy đợi đấy. Đường còn dài chị hãy đợi đấy. Dạ. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Trước tiên thì
Cho Kinh Long chào anh Bến. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi em? Nay 57 rồi. Đó, với một con người 57 tuổi, sức khỏe thì chắc chắn rằng sẽ không bằng Bình Trọng rồi. Nhưng mà để thể hiện giọng ca của nam danh ca Minh Cảnh không phải là dễ. Vì ca một bài tân cổ mà để ca theo giống anh Minh Cảnh thì phải ca theo nhịp anh Minh Cảnh. Vì vậy cho nên là vừa rồi đó, trong cái bài ca này á, anh Bến anh đã cố gắng anh ca theo nhịp của anh Minh Cảnh để cho nó giống anh Minh Cảnh. Nhưng mà cái nhịp đó không phải dễ. Em rất là cảm kích anh vì anh đã 57 tuổi rồi mà anh ca như vậy là quá tuyệt vời rồi. Còn đối với Bình Trọng á, thì đúng là em là một cái giọng ca giống Minh Dương đến 95% rồi. Nhưng mà trong cái bài ca này á, thì từ đầu em ca giống Minh Dương, nhưng tới cái câu 6 này thì là em ca theo phong cách Minh Cảnh. Và xếp nhịp đó là xếp nhịp của Minh Cảnh. Nếu như ai đã từng nghe Minh Dương và Minh Cảnh ca rồi thì biết hai người sẽ xếp sắp nhịp khác nhau. Luôn cả Thanh Tuấn nữa. Thanh Tuấn có một cái lối sắp nhịp mặt mà người ta nghe tưởng đâu như là đã rớt rồi. Rớt rồi đấy. Nhưng mà thật sự không rớt. Minh Cảnh cũng vậy. Còn Minh Dương thì lại nó rộn ràng, nó réo rắt và nó gọi là nó sốc dễ sợ lắm. Cảm ơn anh và Bình Trọng. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Bình Trọng cùng với lại chú Bến đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ mình có thể vào trong chuẩn bị cho phần thi sau nhé. Thank you.
muôn nẻo ngược xuôi, anh mang chi cả mầm đã thành phá lì. Nhưng trời không thương anh nữa, lòng người dũng sĩ nên giữa trận tiền anh phải chịu xa cơ. Ai còn bài xa chi cuộc trong tủ đau thương để đưa tiếng bằng số đà phá nước mắt chén trổ năm xưa cách giao tình bạn hồ chén rượu ngày đã dứt đoạn. Mệt không? Mệt không? Dạ mệt. Mệt đúng không? Trời ơi, cái làng hơi quá trời mà ca kiểu này làm sao mà không mệt cho được. Nhưng mà quá hay phải không quý vị? Quá hay. Dạ, mời ban giám khảo cho biết ý kiến của mình ạ. Nó còn đang ngàn ngẹn ở đây nè. Trời ơi, thần thái vô cùng luôn. Hay quá hay luôn. Không biết cô Dự Hiền mà coi, cô sẽ thương và cô sẽ không cầm được nước mắt đâu. Giống quá luôn. Tuyệt vời, từng chữ, nhưng mà có cái chữ này nè mà em nhấn một chút xíu nữa thì tuyệt vời. À, giết kẻ thù chứ giết bạn, cổ chỉ nhấn cái chữ bạn. Giết bạn đành. Đó, đó, em ngân câu 2, dứt câu 2 rất là hay, rất là giống. Dạ, nhưng mà cái chữ bạn đó em nhấn một chút xíu nữa thì thôi, tuyệt vời nữa, càng hay hơn nữa. Chị Mỹ nói thật, chị cũng là người thần tượng cô Dự Hiền mấy chục năm nay. Nhưng hôm nay là em là người đầu tiên chị Mỹ thấy em giống cô Diệu Hiền nhiều nhất. Chị Mỹ, chúc mừng em. Bình An. Cảm ơn chị Mỹ. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thoại Mỹ. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Bình An. Dạ. Đi hát rất là thường đúng không? Dạ. Nhưng mà em chưa có được dịp để cơ hội được đứng trên những cái sân khấu game như thế này. Dạ, em mới đứng lần đầu. Muốn đứng lần đầu thôi. Chị nghĩ rằng là sau khi cái nghệ sĩ thần tượng, khán giả sẽ biết em nhiều nhiều hơn nữa. Dạ, cảm ơn chị. Cái gì mà tinh túy, những cái gì mà em yêu mến, những cái gì mà em thần tượng, em đã trút hết cho khán giả xem rồi. Và em phải nói thật là chắc nhịp. Bắt đầu từ câu 2 mà xuống hò, nếu mà gặp người khác nó sẽ bị rớt nhịp này, mà em kéo nhịp rất là hay luôn. Tuyệt vời lắm Bình An ơi. Dạ, cảm ơn chị Hằng. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Cho tôi hỏi, cái bài hát này lấy tiền được bao nhiêu rồi? Dạ chút đỉnh. Bài này là phải đi show hát rất nhiều lần rồi, đúng không? Dạ em cũng thỉnh thoảng hát thôi, chứ bài này em không có ít hát lắm. Mà ông xã em nói em hát rất giống, em gắng học bài này để đầu em mới tâm quyết cái bài này. Em hai cái phần trước á là em đã giống rồi, cái này em giống đến 95%. Nhưng mà ở đây á, cái lực của em quá khỏe luôn. Và cái người mà khỏe đó, người ta ca đó, người ta có thể là người ta tống hết hơi người ta ra, người ta không biết kiềm chế lại. Còn em á, em khỏe nhưng mà chỉ cần góp ý em cái thôi là em biết kiềm chế cái giọng em lại. Nó vừa đủ. Đây là một cái lợi thế rất lớn cho em. Và anh cũng cảm ơn chồng em, anh Thái Điền đã đưa em lên đây để em có thể thể hiện một cái nhân vật mà em thần tượng. Xin cảm ơn anh Thái Điền nha, anh Thái Điền ơi. Dạ kỳ này anh rớt cái vợ anh rồi đó. Rớt cái vợ anh rồi đó. Nhưng mà anh tiếc là nếu như bài này mình để vô sâu một chút nữa. Dạ. Dạ. Mình phô ra hết trơn cái giống nhất của cô Dự Hiền trong những cái phần đầu, nó uổng quá. Giám khảo yên tâm, tại em nghĩ rằng là với cái kho vai diễn của cô Dự Hiền ấy, thì còn rất là nhiều những cái vai đặc biệt của cổ để khán giả ghi nhớ. Và với vai chẳng hạn như là vai Nhụy Kiều Tướng Quân nè, hoặc là vai Bùi Thị Xuân, hoặc là cô Dự Hiền có hát một cái bài mà em thấy rất là thích là cái bài Vua Trụ Thiêu Mình đó. Đó, và những cái vai diễn đó, những cái bài đó, cô còn một cái đặc điểm mà Đại Nghĩa nhận ra là cô hay lồng cái tiếng cười của mình vào á. Cái tiếng cười đầy cái sự đau khổ, sự chua chát và sự cay đắng. Và nó cũng là một trong những cái dấu ấn đặc biệt của nghệ sĩ Diệu Hiền trên sân khấu. Và mong rằng khi Bình An vào những vòng trong sẽ tiếp tục thể hiện được những cái vai diễn đó, những cái thần thái của cô Diệu Hiền qua những cái vai diễn kinh điển của cô. Chúc Bình An sẽ gặp nhiều may mắn ở những phần thi tiếp theo nha. Dạ cảm ơn anh. Vua nước
sợ một hôm lòng thanh thản, cởi lòng bào da vàng một thương dân giác cần câu ra ngồi giữa thạch bàn, lòng dương giả mơ màng theo sóng. Gió đồng ngàn lao của xào sạc, sợ dương mới tha hồn theo những chiếc lá rơi tàn mạng ở giống quá. Lòng quận dương bỗng nghe xúc động mối thâm tình, đưa tay lên vuốt tròm râu bạc nhấp chén rượu đào nghìn năm kia gần xa. Người mới dõi mắt nhìn sang tháng của cảnh gốc thật bàn bón của cái thì nằm lộn còn con cua đực thì ngày đêm lo canh giữ vợ hiền, quên cả việc xa đi tìm mồi đỡ đôi. Sống trường gian dạt vào trên bến lạnh, ta nghe lệ cay cay như chứa đồng giữa tim sâu. Ta khóc đây chẳng phải tiếc chi cho số kiếp ba đào, cũng chẳng tiếc chi đời lang bạc đã xả thân mình để cứu lấy gian sao. Nhưng khóc cho dân lành đang chịu cảnh lầm than, đang quằn quại trong làng tên mũi đàn. Thôi thì kha chết đi miễn làm xong sứ mạng, cứu sang mà thoát khỏi nạn binh đau. Ba quân ơi nghe chăng tiếng trống, tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thề luôn thăng long sắp mất quy danh sắp tàn. Đời ta nát tan, trời ơi súng nổ đạn bay lửa tràn như bão loạn, đang mang tai ương thảm trạng đến đây rồi. Cửa thành Nam bị tan vỡ lần hồi, mà quân sĩ Tây từng thấy gục ngã tiếng gieo hòa thay thế tiếng rên la. Ôi ta muốn gào thét lớn trương thành đổ nát để vùi chôn thi thể ba quân, cho thịt xương kia khỏi phải bị gót trăm lần nó chà đạp dậy. Một xóm ngai vàng vẫn thanh quân,
thần dân nổi dậy chim cung hoàng. Cháu ơi thánh thượng vô tâm qua, bốn chục năm rồi không viên thăm. Ngài tiếp được tấn dương viên thâm nhỏ ơn mưa mốc, thì tóc đã ngả màu sương và đôi mắt cũng đuối mù. Tôi phận cung nhân chẳng cuối ở hững hờ, rồi đêm đó tiếp được dời đến cung vua, nghe tân dương nói chậm trọn nàng làm hoàng hậu. Trời ơi giúp giỏi chiếu lơm dịch sụp quỳ giáng lại, xin thánh thượng thương tình cho một cung nữ già nua, hãy cho tiếp được rời khỏi cung di về cô quán tâm người xưa cảnh cũ. Tân dương bảo người xưa chính là trầm đô. Hoàng hậu ơi ta vẫn nhớ thương nàng. Nàng bàng hoàng chờ tình giấc mơ, một cơn gió lọt vào trong cung lâm, muôn bức tường cao vẫn ngàn đời sần sần. Chôn chết cuộc đời người cung nữ già nua. Hay quá ha. Dạ thưa quý vị, đó là bốn thí sinh của ngày hôm nay, họ đã lộ diện và vừa rồi họ đang hát và đang hóa thân thành thần tượng của mình. Không biết rằng các vị giám khảo ở đây mình có đoán ra được từng thí sinh là đang hóa thân thành ai không ạ? Nghe là biết liền. Yeah. Kim Tử Long thấy là
yêu ta. Xa xa trong chiến đơn giao rừng sâu đều cao khối sương chập trùng, lửa bình cập trời nhìn về quê xa. Thành đô tan nát rừng quán vắng sương chiều, mịt mù nương gió đâu lên đường ngậm ngùi cho ai ta bóng dâng lời trả. Trời ơi tiếng sáo tây lưa như mẹ mai, người tuyết giống đang đứng bơ vơ trong tiếng trong kinh qua. Bụi mờ bay che phủ quanh căn tàn, bên tai ta còn nghe vang vang giọng ngoài của tiếng sao trưa. Ta không ngờ đâu một đời dây dùng ngang dọc của hàng gió sở ba hôm nay lại gặp bước đường tung ba ngàn từ để giống thân cung điện quý hoàng cùng chìm trong khói lửa. Không thương còn nổi trận mưa xa, dòng lệ hận chán hòa tình đất nôi. Trước mặt ta là tràn gian cạn lối, nẻo quay về có nỗi dời chân. Ngu cơ hại đáo ta dục gió buông cơn, tìm lối thoát thân giữa hồi quy em. Trên bước đường cùng nơi rừng sâu núi hồng, vượt suối băng ngàn để tìm lối đào vong. Quy chiều mênh mông con sông xanh nối sông ba đào, bên nước cô giang đã ngăn buồn cạn nàng ơi. Trong lúc giận cùng mà ta có nỗi tổn sinh, trời ơi nàng đã bỏ ta giữa bốn bề khói lửa. Nhìn thấy ai chán hòa máu đỏ khiến cho ta chan chứa lệ anh hùng. Ta có ngờ đâu
mũi nào nhìn non nước cỏ cây. Ôi máu nhộm hồng quán ú mạnh xiêm y, ta chua xót ngậm ngùi rơi nước mắt. Trong khi trước mặt ta là trùng dương bát ngát bên ô gian đang cuộn sóng ba đào. Nàng có lần khuất đâu đây, hãy giúp ta thoát khỏi dòng tưởng. Mưa nặng hạt dưới khung trời bão tố, chẳng biết giọt mưa sầu hay giọt lệ đầm chân. Ngu cơ ơi, nàng hãy tạm đập đây, thăm gà nằm dùi sâu dưới ba tấc đất. Trên ngồi ra nước bắn tà ra đi trong tiếng gió mưa rừng. Trời ơi, cả một thời oanh liệt đất gian đông, nay chỉ còn lại nhất nhớ nhất mà khi cả một đấng anh hùng đã tan tành theo một rất là thú vị khi hai thí sinh của chúng ta cùng thể hiện người thần tượng của mình là nghệ sĩ Trọng Phúc với bài Hạng Võ Biệt Ngu Cơ. Các em khi hát cái bài này có cảm giác là khó khăn gì không? Dạ, ngày hôm qua em bị mắc mưa 2 ngày. Mắc mưa là mình đi giao hàng mình bị mắc mưa hả? Rồi về có bệnh không? Nhưng dù có bệnh nhưng mà em vẫn xuống cầu Vòng Cổ, nhất định phải xuống cho bằng được. Xuống cho bằng được. Còn với Phương thì sao nè? Thấy em hát rất là say mê với cái bài hát này luôn, trong hình tượng của nghệ sĩ Trọng Phúc hả? Dạ, nói chung là em thoải mái hết mình trên sân khấu ạ. Thoải mái hết mình trên sân khấu. Và hai bạn đã làm tốt cái phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ phía quý vị trong ban giám khảo nha. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Nói đến Phường thì chị nhắm mắt lại khi nghe em ca đó, để cho có thấy rằng em có giống anh Trọng Phúc hay không. Thì có. Còn với Văn Toàn thì chị rất là cố gắng lắng tai nghe. Nhưng nghe trong cái đó thì chị cảm giác rằng là em rất thần tượng nghệ sĩ Trọng Phúc. Nhưng mà hầu như là trời ban cho em có một cái chất giọng em không giống anh Trọng Phúc. Chị hy vọng rằng chương trình sẽ phát sóng lên và em sẽ nghe lại. Rồi em sẽ cảm thấy rằng là nó sẽ giống chỗ nào và nó sẽ không giống chỗ nào. Nghe em, chị cảm ơn em. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng ạ. Xin mời giám khảo Thời Mỹ. Cảm ơn hai bạn đã cho chị nghe một bài hát mà người bạn diễn của chị là Trọng Phúc đã thường hát cái bài này. Chị Mỹ không biết là hai bạn có bị áp lực không, nhưng mà khi ra song ca thì những cái mà Toàn có ở vòng trước á, của cái vòng tứ ca đó, thì bây giờ hoàn toàn ở đây Toàn không có còn giữ một cái gì của cái vòng trước hết trơn á, coi như là tự do ca theo mình thôi. Còn ở Phương thì chị Mỹ thấy là giọng ấm và cái cách ca là của anh Trọng Phúc. Chị Mỹ có nói với anh Long, cái giọng em tuy không có xé như là anh Trọng Phúc, nhưng mà nó có cái giọng ấm giống anh Phúc. Chị Mỹ chúc mừng hai bạn nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Toàn, em có bao giờ em ghé em shipper cho anh không? Anh cũng bình dánh luôn nè. Dạ, chưa. Anh là mua đồ mạng nhiều lắm nè. Chắc chưa có duyên ạ. Ghi địa chỉ vô, bữa nào ghé nhà anh. Cái giọng của em á, nếu như có người chỉ em, luyện em, giọng em rất hay. Nhưng mà giống Trọng Phúc thì không giống. Tại vì cái chất giọng của em nó không có cái bén, không có cái gió ấp o như là anh Trọng Phúc. Còn về Thanh Phường, em hãy giữ cái luyến lái của em, đừng bỏ nha. Đó là một cái đặc biệt của em đó. Một câu giọng cổ mà người ta tìm ra được một hai chữ gì riêng á, khó lắm. Huống hồ gì từ nãy giờ anh nghe em ca là em có nhiều chữ của em lắm. Thì em giữ lên cái giữ cái đó. Còn những cái mà em đang cố gắng ca theo cách ca của Trọng Phúc, vì em thần tượng Trọng Phúc, cho nên là em có những cái cũng gần giống á. Chứ nếu mà nói mà giống đến mức độ là 90% thì chưa được.
tại vì em đã có cái riêng của em rồi. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Vừa rồi là những lời góp ý để chúng ta có thể hoàn thiện hơn ở cái phần thi sau. Và đặc biệt là với những cái sự tinh tế mà giám khảo đã chỉ ra cho chúng ta thấy, thì hy vọng rằng các bạn sẽ nhớ để làm tốt hơn ở phần thi đơn ca nha. Một tràng vỗ tay dành cho Văn Toàn và Thanh Phương. Kia đường lên tiếng, kia mùa hương duyên theo gió
treo mà non bóng chốc đã xa mờ, có những lúc nằm bên nàng ngọc nữ, nhìn đôi hạt vàng tung cánh giữa trời xanh. Rồi bây giờ đôi ngã cánh ngăn, tiếng sớm bắt náo lùng khi tiếng gì càng chén quỳnh tướng ba cố ngăn dòng nước mắt. Đào sợi chắc bước kẻ chương trần, quá thương cứ đông còn thơm mãi, nước chảy dòng trần lúa chảy xuôi. Mây trôi lòng an khuất phương nào, thương đèo đông đào ta sầu nhớ cô môi. Quả là ngang tài ngang sức, phải quý vị. Một tràng vỗ tay nữa dành cho hai thí sinh của chúng ta, Bình An và Hàng Ni. Hôm nay các bạn đã làm rất tốt phần thi của mình. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mùa xuân hoa nở là gì em? Hết hồn. Hết hồn. Dạ, tại sao ban giám khảo lại dành dạ, cái câu này luôn cho hai thí sinh của chúng ta? Trước tiên là cho tôi nói về Bình An. Cái bài đầu với cái bài này là cô Diệu Hiền thường lòng chất xuân vào trong câu vọng cổ, mà em đã thể hiện được cái đó. Dạ, em cũng hỏi ý kiến của ông xã em á, em có thể pha xuân được không? Ông xã nói thì em cứ ca giống cô Diệu Hiền đi. Đó, dạ. Chưa, mình cảm ơn được ông xã. Cảm ơn ông xã rất nhiều nha. Cảm ơn Thái Điền. Đó là mà, đó là cái ưu điểm của em. Cho em nói cho chị xin nói cái này để em quên. Tại em, vì lát chị nói chị đi, quên nữa, cho chị chen vô chị nói. Chị xin một câu đi thôi nha. Một chữ một thôi. Một câu chứ một chữ là được. Một chữ là chứ đó. Em là hết rồi. Một câu. Cái mà đặc biệt của cô Diệu Hiền đó là trong cái một cái dấu gì mà cô Diệu Hiền vậy nó đặc biệt nhất? Dạ, dấu sắc. Dạ. Đó, cho nên tại sao cái em xuống giọng cổ rồi. Rồi, hết rồi, một câu hết rồi. Vậy thôi, lát rồi chị nói. Bây giờ cho em đi. Em mấy câu? Cho em hai câu. Hai câu hả? Hai câu. Hai câu thôi nha. Hai câu, hai rồi, câu. Nói đi. Trời ơi, em ca cái hò hai. Cái hò hai giống cô Diệu Hiền ha. Rồi em ca dứt bốn nhịp cuối của câu hai của em. Cái rung ngân của em á, tuyệt vời luôn. Ba người giám khảo ngồi, chị chắc lưỡi thôi. Hết, quá hết hai câu rồi. Hết hai câu rồi. Hết rồi, hết hai câu rồi. Em hết được quyền nói. Tính nói nữa mong cho. Giờ tới anh nói, nói tiếp. Cái dáng đứng của em cũng giống cô Diệu Hiền nữa. Em cái tay em đưa ra cũng mặc áo dài mà dáng đứng như đầu vỏ cho nói vô nữa không? Không, mặc áo được. Dài mà mặc dáng. Một câu thôi. Vậy thôi. Một câu thôi được rồi, để em nói với không chị. Cái bài này giống như là em đang diễn một vai kép vậy đó. Ừ. Nhưng mà em hát vai kép mà áo dài là... nhưng mà dáng đứng như là đầu vỏ vậy đó. Vậy thôi, rồi được. Đó rồi, là rồi. Đó là dáng của cô Diệu Hiền. Dạ. Cổ dù có ca mùi mẫn hay có đồng đào thương nữa chứ nữa, cổ đứng trên sân khấu là như vậy. Yeah. Nói chung có mà hai câu cổ tôi đứng tấn công mà những đứng. Gì của cô Diệu Hiền có là em đem đây hết trơn rồi đó. Dạ. Hết rồi. Hết rồi. Rồi bây giờ nói tới Hàng Ni. Hàng Ni hôm nay cách thể hiện đứng với tà áo dài, cách ngẩn ngơ, cách nhìn, cách cầm micro, cách diễn giống chị Phượng Hằng rất nhiều, giống đến 90%. Còn cái làn hơi của em, trời đã cho em như vậy. Em nói ra cũng giống Phượng Hằng, chứ đừng nói ca. Dạ, em cảm ơn anh. Okay. Dạ. Chưa cho Mỹ nói cái, nãy giờ mình nói ké thôi à. Bây giờ tới chị phải không? Ờ, nói đi. À, cái bài Thiên Thai này á là rất mới. Bài mới đúng không? Có thể là cô Diệu Hiền chưa bao giờ ca cái bài này đâu. Nhưng mà chị không hiểu tại sao mà em thần tượng tới cái mức độ mà bao nhiêu cái tinh hoa của cô Diệu Hiền
chỉ có 5 phút trên sân khấu thôi mà em đem lên hết trơn, hay quá vậy Bình An. Em cũng tập vợt ở nhà dữ lắm rồi chị. Nhớ giữ lại nha cưng. Dạ. Còn Ni, đừng thé, tiết chế lại những cái mà mình lên cao thì sẽ rất là hay. Chị Hai có nói gì nữa không? Nói chứ, mà phải nói là đúng như cái ý nghĩ của chị Thanh Hằng nói luôn. Chị rồi, nói chung là vậy nè, là mùa xuân qua đỡ là gì em? Chốt luôn. Dạ, thưa quý vị. Ủa, giờ làm cho chị nói luôn hả? Dạ, rất ít có một cái phần thi nào của thí sinh mà ba vị giám khảo tranh nhau để mà nói như vậy. Là bởi vì họ quá yêu, họ quá thích các bạn đi. Cho nên là họ đều mong muốn thể hiện cái cảm xúc của mình. Dạ, đến chị giờ Hằng. Chị Hằng vẫn chưa được cảm thấy thoải mái vì chị chưa được nói riêng một mình. Chị bị ức chế lắm. Dạ, chị đứng lên chị nói đi. Chị nói đi chứ không cho chị nào. Dạ, nói rồi. Là chị không có chịu tống màn cái dạ, cái chị nói đi. Cái tiết mục của hai em phải nói thật sự nó hòa quyện cùng với nhau. Phải nói cảm ơn là tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã dựng lên một cái màn led rất là tuyệt vời. Và nó pha trộn trong đó rồi nguyên cả ban nhạc đánh cho các em. Rồi đạo diễn Hữu Quốc đã dạy cho các em, chỉ cho các em một cách kêu bằng là xử lý bốn nhịp chót mà hai em ca đồng cùng ca với nhau. Nó rất là xuất sắc luôn. Cho em nói vậy thôi. Dạ chị dạ, Hằng ơi, chị Hằng ơi. Chị Hằng ơi, chị khen mà em sợ đó. Thôi Hằng, 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 Hằng. Chị ngồi xuống giùm em đi nè. Kèm, kèm đây. Mùa xuân qua đỡ là gì em? Dạ vô nhịp. Dạ cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng Hằng Ni với Bình An đã làm quá tốt phần thi của mình này, để cho các vị giám khảo vô cùng phấn khích. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ em cảm ơn ba vị giám khảo thân thương. Dạ, rất em nhiều. Cảm ơn ban nhạc ạ. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xuân đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự ngược ngược về quá khứ, chợt lên nét suy tư. Bao năm thầm kín chót thương ta áo tiên, nhưng đêm sương lặng nghe trái sầu rót vào tim. Cuối mặt má hồng e thẹn
duyên chẳng thừa lời thở than. Một tâm phúc cho người thương cho tiếng đàn, đời đáng phần mà những gì mình mơ ước. Chợt lên nét suy tư bao đêm thầm nhớ, lúc đêm về sao xuyến nhớ thương. Bây giờ xin trả lại thời gian, hãy để cho tôi những buồn vui kỷ niệm, lấy đắng cay làm hương vị ngọt bùi. Xin hãy để mình tôi thổn thức, để mình tôi nói tiếc tình xưa. Lời ân ái bây giờ Cao Huyền ơi, rung quá hả Quang ơi, rung quá. Có ai thi xong mà bộ vỗ bẹp 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 vô người vậy không? Cho mình hỏi nè, thần dạ. tượng nghệ sĩ Minh Phụng bao lâu rồi? Dạ chắc tại thời nhỏ có nghe cái tuồng Tâm sự loài chim biển. Tâm sự loài chim biển. Cho nên là thích cái sự cái giọng của chú Minh Phụng nó sang sảng, nó lại nó rất là đàn ông. Rồi mình có nghe. Có nghe hết tất cả những cái tuồng, những cái vai diễn mà của chú Minh Phụng đã từng thể hiện qua không? Dạ có, chắc cũng khoảng 70-80% ạ. 70-80%, sao bữa nay mình không làm một cái trích đoạn nào đó ở đây? Dạ nếu mà cho phép thì em làm thôi. Cho phép làm, giám dạ. khảo cho không ạ? Cho, sẵn sàng, hát luôn. Giờ dạ. muốn làm cái trích đoạn nào, câu nào, tuồng dạ, nào? Dạ vậy thì xin giám khảo cho phép em được hát trích đoạn Tâm sự loài chim biển một câu thôi. Rồi, đang. Nhưng giữa trời cao cơn gió lòng không lôi cuốn được dần trăng đi ngược hướng non. Trời giống cái đó đó, wow. giống cái đó đó, giống cái cầu chú cho cổ đó. Đó chẳng qua là do định số an bài, cơn ác mộng hải hùng quá nhanh chóng. Xin tàu đường đừng giọng tưởng xa xôi, cô gả Giang Châu là bạn của tôi, còn tẩu tẩu là vị hôn thê xứng đôi vừa lưu. Vậy xin chúc cả hai được đẹp bền yêu thương lỡ. Tôi xin phép giả từ tiếp tục bước ngàn du. Đúng là rõ ràng thần tượng này hát rất là tự tin luôn, thấy không? Cái chữ ngàn du cuối cùng cái chữ ngàn giống dễ sợ. Giống luôn, cái giống nhất cái là xuống. Cái giọng cổ. Cái đặc biệt của chú Minh Phụng là cái chỗ cái ư đó đó, cái giống cầu đi luôn xuống giọng cổ đó. Hay lắm luôn. Vậy dạ, xin cảm ơn bạn giám khảo. Dạ, nhưng vừa rồi là cái phần khuyến mãi cho vui thêm. Dạ, cái quan trọng là mình phải chấm cái bài trước, cái bài xin trả lại thời gian đó ạ. Rất giống luôn, mà khi đặt vào cái đơn ca này rồi là em mới thấy rõ rằng là em càng đi sâu vào thấy là em ca càng ca giống chú Năm Minh Phụng rất là nhiều. Mà em biết là chú có một cái mệnh danh gì được coi như là khán giả phong tặng cho em. Chú có mệnh danh là hoàng tử sân khấu. Tuyệt vời luôn, đúng luôn, hoàng tử sân khấu. Phải nói là hay lắm. Yeah, chúc mừng em đã vào trong cái dòng đơn ca này. Chắc có lẽ chị nghĩ rằng là em sẽ tiến sâu vào hơn nữa. Dạ, yeah. Và một lời gợi ý nhẹ từ giám khảo Thanh Hằng làm cho mình cảm thấy tự tin hơn nhiều ha Quang ha. Xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Nếu như hôm nay được lọt vào trong mà được thể hiện tiếp tục những bài ca của Minh Phụng thì Kim Tử Long khuyên nên ca dây xề. Tại vì anh Minh Phụng ảnh lợi thế là ảnh ca dây xề rất sáng luôn. Càng ca cao thì cái giọng của Minh Phụng lại càng làm cho người ta nghe như nãy hồi nãy Quang nói là sang sảng đó, thế sang sảng là giọng của Minh Phụng đó. À, nếu như lần sau mà được vào nha, chứ không phải là chưa chắc gì được vào. nói vậy thôi, nhưng mà nếu vào được bên trong mà sức khỏe tốt nên tìm một cái bài nào đó mà ca dây xề để thể hiện, để xem
ca dị xề thì cái giọng nó giống hơn nữa hay không? Tại bây giờ đang là ca dị hò đúng không? Hò ba đúng không? Đó. Dạ thưa anh Kim Tương Long, dây xề em cũng ca được nhưng mà không có cấn được, chỉ có ca ngang được thôi. Đúng rồi, tại vì chồng lên được. Chồng lên á. Chồng lên là sẽ bị xét. Không sao hết, nhưng mà đối với lại nghệ sĩ thần tượng thì đây là một giọng ca giống Minh Phụng đến 90%. Dạ, xin dạ. Cảm ơn. Cảm ơn Kim Tư Long ạ. Mời giám khảo Thoại Mỹ. Em quá tự tin luôn á. Có lẽ là cái gu ca của em nó cũng là như vậy, giống thần tượng của mình. Cho nên là em ra em ca, em không có một cái gì là áp lực đối với em hết. Mà phải nói là em chuẩn luôn á. Em giống nghe từ cái xuống giọng cổ, cái cầu mà ngân để xuống giọng cổ. Nó giống thiệt là giống. Rồi từ dấu nặng nè, dấu sắc, dấu quyền. Cái dấu nào em cũng giống chú. Và trong cái vừa ca vừa nói của em cũng giống chú luôn. Và khi mà cái câu giọng cổ đang đi xong em bẻ xuống liền á, cái lái xuống cũng là cái gu ca của chú Minh Phụng. Chuẩn giống. Rồi những cái mà nứt chữ của chú giống như xét vậy đó, em cũng làm tròn, cũng làm giống luôn nữa. Như vậy là quá tuyệt vời rồi đó. Đúng là với cái tiêu đề của em là nghệ sĩ thần tượng. Chúc mừng em. Dạ, dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng Phước Quang nha. Rồi bây giờ vô trong nghỉ ngơi thoải mái rồi. Mày đâu? Dạ, chúc. Ừ. Dạ, đó là phần dự thi của anh Thái Điền với cái vai Trùm Sò, một cái vai diễn kinh điển của nghệ sĩ Giang Châu. Không biết rằng các vị giám khảo thấy sao, chứ thấy khán giả dưới coi cười ngất ngưỡng. Dễ bởi vì thấy quá giống với cái thần tượng là nghệ sĩ Giang Châu. Mời chị Thanh Hằng ạ. Trong cái giống đó nó cũng rất là dễ thương lắm. Dễ thương lắm Thái Điền. Hầu như là vì em quá thần tượng cho nên em đã làm không sai một nét. Những cái cách ngấn nhá, những cái cách mà gửi bằng rung hoặc là đưa đẩy này kia nọ giống lắm. Và cái nhịp, sắp nhịp cũng giống lắm. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị. Tiết mục này lại là rất là khá, khá lắm. Tuy rằng là nó cũng mang máng nhưng mà là thật sự rằng là em ca hai câu này rất là giống anh Giang Châu, rất là giống nhiều. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Có duyên quá à. Mới nhìn thôi, bộ dạng thôi là đã thấy có duyên rồi. Mà qua cái bài hát này thì phải nói là Điền thể hiện rất là tốt nha. Có một cái tiến bộ rõ rệt luôn á. Sắp nhịp rất là chắc mà ca rất là vô tư, không sợ nhịp, không gì hết trơn, chấp đờn luôn. Nhưng mà chị Mỹ thấy á, là cái câu sau á, cái câu sau á thì như là Điền lại ca giống anh Giang Châu nhiều hơn nữa đó. Nói chung là coi cái tiết mục này của Điền đã mắt đã tai. Dạ, cảm ơn Điền. Cảm ơn chị. Yeah. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Đối với tôi thì Thái Điền làm cái Trùm Sò này gần như là 90%. Cảm ơn Long. Giống như Giang Châu. Một cái điều mà tôi muốn nói tới nghệ sĩ thần tượng á là có những cái giọng hát á là người ta có thể bắt chước được rất dễ, nhưng có những cái giọng hát mà không thể bắt chước được. Như tôi nói Giang Châu, bây giờ cứ nhìn lại đi, ở trên sân khấu hiện nay có ai mà ca giống Giang Châu chưa? Không. Để mà bắt chước Giang Châu rất khó. Mà hôm nay là có một người thừa kế, đó là Thái Điền. Thái Điền ca rất giống Giang Châu, mặc dù là nó chưa phải là 100% nha. Nó chỉ mới ở cái mức độ là 80-90%. Nhưng để có được một cái người mà ca như Giang Châu thì bây giờ tôi thấy đã có Thái Điền. Vậy là tôi chúc mừng Thái Điền rồi ha. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng của chúng ta còn rất là nhiều những cái vòng thi. Nếu như mà Thái Điền may mắn đi vào những vòng trong sâu hơn nữa thì bạn ấy sẽ rèn luyện thêm, trau dồi thêm để những cái phần hóa thân sau sẽ càng xuất sắc hơn. Nay được 90 rồi, bữa sau lên 91, 92, 93, 95 rồi sao mà đến đêm chung kết cuối cùng 100% đẩy ra luôn. Dạ, nha. Dạ, chúc mừng anh. Dạ, dạ, xin chào. Một chuyện vui nhỏ trên đường, nên chép lại khúc ca. Tôi quen cô bạn đường xa, bạn đường
xa nên quá ra gần. Lên xe như
sao cuối pháo dù quy đưa tiếng ta đi, thì tại sao có binh sĩ bao dây quân ngầu dằn bích lối kìa, người yêu ta đang đứng nép mình chờ đợi. Hồng ơi xin hiểu cho son vì chữ yêu chung mà phải mang tiếng phụ nhau rồi. Nghiệp nhỏ quá à. Mà thở. Mới 16 tuổi. Dạ thưa quý vị, cái gì đặc sắc nhất nó phải dành ở cái phần cuối cùng. Món ngon nó phải nằm ở cuối bữa tiệc. Cái dòng quan trọng nhất là cái dòng đơn ca. Thì Ngọc Yến đã chọn cái điểm đặc sắc nhất của nghệ sĩ Phượng Hằng, đó là cái cách ca hơi dài. Và Ngọc Yến không biết rằng với các vị giám khảo thế nào, chứ khán giả ngồi đây là suýt xoa. Bởi vì hay quá, 16 tuổi mà làn hơi hay quá, uyển chuyển quá. Và không biết rằng các vị giám khảo nghĩ như thế nào về cái phần trình diễn vừa rồi. Xin mời chị Thanh Hằng. Cho tôi nói trước. Yến con, nếu như để chấm điểm 10 cho con, chú sẽ chấm. Cô cũng vậy, nếu chấm điểm 10 cho Ngọc Yến thì cô sẽ chấm con 10 điểm. Dạ, con cảm ơn cô chú. Con ca rất ngọt ngào, giọng con lên rất nhẹ nhàng. Đó là cái ưu điểm của con hãy giữ lấy. Còn đến với nghệ sĩ thần tượng, con lấy cô Phượng Hằng ra làm thần tượng của con, thì thật sự con chưa có điểm nhấn giống như cô Phượng Hằng nhiều. Về sắc vóc của con giống cô Phượng Hằng, cách này khoảng hơn 20 năm. Nhưng giọng ca của con, nó như chú đã nói từ đầu, cái giọng con quá mềm đi, quá mềm, bén có, nhưng mà cái lực của con đẩy ra để giống như cô Phượng Hằng thì chưa có. À, vì vậy cho nên là chú rất 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 là mong con hãy tiếp tục đi theo con đường con chọn, đó là sân khấu cải lương, đó là bài ca giọng cổ, đừng thay đổi gì cả, hãy như thế. Chú chắc chắn với con, 2 năm nữa thôi con sẽ trở thành là một giọng ca hay của sân khấu cải lương. Con cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Cô rất là cảm ơn và chúc mừng con. Về cái phần mà nói đúng như là chú Kim Tử Long nói, nếu mà đặt cho cô mà để chấm điểm cho con, cho Ngọc Yến là cô chấm con 10 điểm. Tốt lắm con ơi. Dạ, con mong cảm rằng ơn là cô. Con sẽ phát huy thêm nữa nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Cô bé 16 tuổi thật là dễ thương. Và tương lai phía trước của em tràn trề. Với cái giọng ca ngọt ngào và cái vóc dáng là vóc dáng của cô đào sân khấu. Phải nói là qua cái chương trình nghệ sĩ thần tượng này, bộ môn cải lương tìm ra được thêm nhiều nhân tố mới. Rất là hay. Chị Mỹ biết nói là tương lai em còn tươi sáng lắm. Cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. Không bao lâu như anh Long nói, Ngọc Yến sẽ tỏa sáng trên sân khấu cải lương. Dạ. Chúc mừng em.
Cảm ơn các vị giám khảo. Yến ơi, khi vừa rồi mình thể hiện hình ảnh của nghệ sĩ Phượng Hằng á, mà cái đặc sắc của Phượng Hằng là hát hơi dài. Từ đó đến giờ mình đã từng tập ca hơi dài như thế này chưa? Dạ, con cũng có tập, nhưng mà ở dưới thì con hát được, mà lên đây con run quá. Ừ. Tức là cái đoạn vừa rồi có phải là cái dài nhất mà từ nào đến giờ mình tập mình hát chưa? Dạ, cái câu đó của con cũng chưa dài lắm. Nhưng mà thôi con... giờ vậy nè, không biết mình có còn đi tiếp hay không? Sẵn cơ hội mình đang ở sân khấu này, mình đang ở đây, mình hát một cái câu ca hơi dài nào đó mà mình đã từng tập từ trước, mà không nhất thiết phải là của cô Phượng Hằng, của Ngọc Yến cũng được. Cho con hát Vụ Án được không? Vụ Án Mãn Ngu được, rồi luôn. Cũng được. Rồi Thục Quanh. Ôi cái số phận ác nghiệt đằng cái sao tôi dán mày xuống cho đôi mái đầu xanh, chỉ biết yêu đương vui sống như mất bình thường trong mái ấm đơn sơ trong tình Hay. Nhưng mà thật ra cái câu giọng cổ này á, chị Mỹ thấy em ca giống chị Phương Hằng nhiều hơn là cái câu giọng cổ khi nãy em thi. Dạ con, hôm nay con nghĩ là con cũng chưa làm tốt lắm, nhưng mà con run quá. Thôi bây giờ cho con xin ôm ba vị ban giám khảo một cái để truyền lửa cho con được không ạ? Thằng Tiến mời con. Quá tốt chứ con, không tốt, quá tốt. Bữa nay con tốt lắm. Trời luôn á Tiến. Trời ơi, tôi đâu ngờ một người con gái. Chung cô trước đi con. Chung cô trước đi con. Cô trước đi con. Cô mà đẹp đẽ như lắm luôn. Đây. Cố lên. Cây như Phượng Hằng. Phượng Yến, mai mốt đổi lại Phượng Yến đi. Ờ, sao con không đổi lại Phượng đổi Yến? Đổi Phượng Yến hơn. Đi. Phượng Yến hay hơn. Dạ, Phượng Yến hay hơn Ngọc Yến. Phượng Yến nha. Yến, Phượng Yến. Để em cố gắng nha con nha. Ừ, ừ, em nè. Giám khảo sẵn tiền ôm hung, xong rồi góp ý cho bé nó đổi nghệ danh luôn. Phượng Yến luôn. Phượng Yến. Dạ, thật ra cái chữ Phượng Yến trong giới nghệ sĩ mình hình như chưa có ai có tên đó hết, đúng không ạ? Dạ, cái chữ Ngọc Yến em nghĩ là có nhiều, nhưng mà cái chữ Phượng Yến thì chưa. Trời ơi, con bé nó khóc luôn rồi kìa. Xúc động hay sao con? Con ơi, sao cái nghệ sĩ thần tượng này... Đổi Phượng Yến đi con. Ba giám khảo khuyên con nên về đổi tên là Phượng Yến nha. Sửa lại. Đúng vậy luôn. Rồi, hôm nay chúc mừng Ngọc Yến nha. Chưa biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà mình đã có cơ hội mình thể hiện khả năng của mình nè, rồi thể hiện tình yêu của mình với thần tượng nè, rồi ôm các vị giám khảo nè, rồi được giám khảo gợi ý cho một cái nghệ danh mới nữa. Tùy con suy nghĩ ha con ha. Con cảm mời ơn con vào cô trong chú. Nghỉ ngơi nè. Cảm ơn con. Chúc anh đài. Chúc anh đài. Duyên tình cách chia, anh đại ơi nàng, dây che bao tật lòng, bao nhớ xưa giữ luôn bên mình quyết không lìa xa. Đại em ơi, đến ngày anh ta không quên câu thề, vẫn còn đây xót xa khi nhìn thấy đâu người yêu mà tang thương vẫn kỳ quan cũng đã vang lên rồi. Lệ sầu rơi đường thăm, người tình đầu nơi xa có thâu. Chúc anh đài, chúc anh đài. Ừ.
đông đầy chung máu chuyện tình mình. Anh Đại ơi, làm sao anh quên được kỷ niệm năm xưa ngã ba đường Nam Sơn Tiểu Lô. Kỷ vật còn đây, người xưa còn đó, mà giờ đây ta đành tiễn biệt người yêu cất bước theo chồng. Làm sao quên được những kỷ niệm vui buồn, phúng hoàng sáng nín hình đôi bóng, gợi vào lòng qua ý nhạc lời thơ. Chim xa rừng còn thương cây nhớ hồi, người xa người tội lắm người ơi. Ta rằng chẳng biết thì tôi biết rồi, mỗi kẻ mỗi nơi hỏi ai không buồn. Gió đâu đường. Sông chúc anh Đại ơi. Và chúng ta vừa thưởng thức một cái vai diễn rất là nổi tiếng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là vai Lương Sơn Bá trong vở Lương Sơn Bá chúc anh Đại, với cái phần hóa thân từ Trọng Nhân
khi mà tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh. Dạ, khi mà xem trích đoạn này thì hình như thấy các anh chị trong ban giám khảo cũng có rất là nhiều những cảm xúc. Em xin hỏi chị Thoại Mỹ như thế nào ạ? Một cái vai diễn để đời của anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, 20 mấy năm rồi Mỹ không được diễn chung với anh vở này, và anh cũng không diễn vở này nữa. Và vai diễn này nó ấn tượng với lại Thoại Mỹ và ngay cả chị Thanh Hằng. Tại vì khi mà tập cái vở này á, Mỹ với chị Thanh Hằng rất là cực khổ và bị đòn rất là nhiều, được anh Vũ Linh rèn luyện. Khi mà Trọng Nhân hát thì bao nhiêu kỷ niệm nó dồn về Thoại Mỹ. Mình thấy mới đó mà bây giờ tại sao mình không được xem anh hát nữa. Bao nhiêu cảm xúc nó cứ dồn về làm cho Mỹ cảm động. Và hôm nay thấy được cái hình ảnh của Trọng Nhân trên sân khấu này giống như là một Vũ Linh đang đứng diễn ở trên sân khấu vậy đó. Qua cái vòng này thì cô Mỹ thấy con tiến bộ rõ. Con có một cái sự tự tin và thấy được cái niềm đam mê yêu nghề của con ở trong cái lớp diễn này. Con có tương lai lắm, cố gắng. Dạ. Qua những cái bạn thí sinh như thế này thì chúng ta sẽ nhớ về những tượng đài của nghệ thuật sân khấu cải lương của chúng ta. Những người đã đi trước, đã tạo nên nền móng, đã làm cho sân khấu cải lương ngày càng trở nên đẹp và lung linh như thế nào. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Cũng như Thọ Mỹ, cảm xúc nó nhớ lại năm 1991-92. Là thời điểm đó là Thanh Hằng và Thọ Mỹ đã được anh Năm Vũ Linh rèn luyện rất nhiều. Trước khi về đoàn cải lương Trần Hữu Trang là một nghệ sĩ đào chánh ở tất cả các đoàn ở với các tỉnh miền Tây. Nhưng mà về thành phố rồi, phải nói thật sự, ngày hôm nay có cái tên Thanh Hằng được khán giả biết nhiều hơn cũng nhờ giai chúc anh đài mà năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã rèn luyện cho Thanh Hằng. Cho nên là cái cảm xúc nó đông đầy. Nhớ anh Năm lúc đó là kéo mặt lại mà anh kêu chữ anh đài ơi, cái chữ ơi của anh nó bể cái sao chót hết trơn. Anh đài ơi, giống y chang luôn, không khác chút nào hết. Cái chữ ơi đó đó, tôi nhớ hoài đến ngày hôm nay. Cảm ơn Trọng Nhân rất nhiều. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Xin mời anh Kim Tử Long. Chỉ khen con một cái điều là ở lứa tuổi 18 của con mà con đã thể hiện được cái vai đàn như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chưa chắc gì những người nghệ sĩ mà đã khổ luyện mà hát được như vậy. Còn phải nhớ một điều là chúng ta hát không phải là chúng ta khoe hơi, mà chúng ta hát bằng trái tim, bằng cái hồn của nhân vật, bằng cái hồn của bài ca. Với 18 tuổi mà làm được như thế này thì chúng ta có quyền hy vọng ở lứa tuổi 20, lứa tuổi 25, lứa tuổi 30 chúng ta sẽ có một kép chánh Trọng Nhân trên sân khấu cải lương, có phải không ạ? Bởi vì đây chính là những cái nơi để chúng ta tìm ra được những bạn trẻ yêu thích bộ môn này và chúng ta có thể chấp cánh cho họ để chúng ta có thể có được một nghệ sĩ tài năng trong tương lai. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo và dạ, chúc mừng Trọng Nhân. Giống mà ghê hơn. Tuyết bay trắng xóa lạnh khung trời, cũng đang đêm lạnh tiếng rơi rứt. Lệ thấm chán qua lệ màu vừa uống cạn thì thấp thoáng trước thềm rêu đã rơi rụng đó anh đào. Mây tiếng ly bôi làm khơi dậy chi anh nào, xin giả từ trúc lan phong tử ta đi giữa bầu trời giá lạnh đi. Kìa, sông đàn lại rưng rưng, lệ sương rơi hay
rơi xuống lệ ngập ngừng. Ta chưa nói tiếng biệt ly cớ sao nàng đã xa tình thương trên nhân đạo công bằng. Ta mỉm cười giá biệt nhấp cạn chén cuối cùng rồi say ngửa dưới trăng. Phương tử ơi, nàng hãy dứt mấy đường tơ chung rượu tiền vì ai ta xin muốn càng xin hẹn đông năm sau giữa mùa gọi anh đào nàng hãy đợi chờ ta. Hỡi Trúc Lan Phương tử ơi, nàng ca kỹ có tâm hồn cao ca. Đêm nay tiết rơi trắng xóa qua đào đã rụng từ lâu. Ta ngồi tựa thân cây nghe gió rít giữa không trung mà tưởng chừng như tiếng đàn năm xưa của nàng ca kỳ. Đưa mấy ngón tay mềm đến nốt dân đường tơ áo nào giờ nghiêng bầu rượu uống một hơi đà ca rượu. Sao tim ta vẫn tê buốt lạnh lùng. Phượng tử ơi, ta có gần đâu, cung đàn năm xưa lại là cung đàn vĩnh biệt. Đêm nay dưới cội ánh đào ta nhớ ta sầu qua men rượu. Xin chúc mừng Thanh Phương đã hoàn thành phần thi của mình với bài Trúc Lan Phương Tử. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Lại một bài ca của Trọng Phúc thường hay ca nữa. Giọng ca Trọng Phúc là một giọng ca lãng tử. Cuộc sống mà nếu em không nghe được cải lương thì em sẽ buồn đi, không có được với sức sống. Đúng như là cái lời em tâm sự, cái luyến lái những cái ngân của em nó cũng có giống mang máng anh Trọng Phúc trong đó, mà em có cái riêng của em trong đó nữa. Bài đơn ca này em đã thể hiện giống Trọng Phúc rất rất là nhiều. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Chào kỹ sư. Đúng là cái gì mà mình đam mê, mà mình yêu thích quá đó, nếu mà mình thực hiện được thì đó là một cái niềm hạnh phúc lắm, phải không em? À, chị Mỹ thấy chỉ có 3 câu giọng cổ thôi mà hôm nay thật sự Phương đã thể hiện Trọng Phúc rất nhiều ở trong này. Từ cái cách mà cầm micro cúi lên cúi xuống cũng giống Trọng Phúc nữa. Và chị thích nhất là 8 nhịp cuối của em, lên cao xong rồi bỗng nhiên đi xuống mà không bao giờ bị gãy, rất ngọt ngào. Một lần nữa chị Mỹ chúc mừng Phương. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Kim Tư Long. Cái tuần trước mà anh có góp ý em á, thì tuần này em đã thiết chế lại. Cái thiết chế, cái ngân đó làm cho em giống Trọng Phúc nhiều hơn. Và đặc biệt là anh ái mộ em ở cái giọng gió của em, rất nhẹ. Có được cái giọng nhẹ đó đếm trên đầu ngón tay thôi. Em đã có giọng rồi, em đã có thần tượng của em là Trọng Phúc rồi. Bây giờ chỉ còn một cái điều mà em chưa có, đó là nhịp nhàng của em chưa hay. Nếu như nhịp của em mà trong cái bài Trúc Lan Phương Tử này mà sắp theo giống như anh Trọng Phúc nữa thì em tuyệt vời luôn.
đó. Anh em nói nghe nè. Chính vì vậy bạn ấy là kỹ sư. Ừ thì đó còn anh Trọng biết mà. Phúc là cứ bằng là một danh ca rồi, cho nên sắp chữ sắp nhịp nó dễ sợ lắm. Nhịp của Trọng Phúc cũng rất là khó để tập theo lắm. Cố gắng làm sao học, học được cái nhịp đó nữa thì em không phải là Trúc Lan Phương Tử, mà tất cả các bài Tân Cổ Vô Duyên và luôn cả những nhân vật mà em có thể em thể hiện trên đó, em sẽ thành công. Vừa rồi thì mình cũng đã làm rất là tốt cái phần thi của mình và nhận được cũng khá nhiều lời khen từ các vị trong ban giám khảo. Chúc mừng Thanh Phượng nha.